Sân chơi dành cho tất cả mọi thành viên trong gia đình, mà nơi đó các bé được nói lên suy nghĩ. Những cái điều mà các bé nghĩ về cha mẹ của mình sẽ là những điều bất ngờ nhưng vô cùng thú vị. Hãy cùng đến với chúng tôi trong chương trình hôm nay, Con Biết Tua. Khi gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình hôm nay Con Biết Tuốt, và chúng ta sẽ lại tiếp tục khám phá những bí mật trong gia đình và xem con trẻ nghĩ như thế nào về ba mẹ nhé. Xin được giới thiệu gia đình đầu tiên, gia đình của Betty và bé Hiếp, đó là Trần Trúc Như Quỳnh và Trần Đình Quốc Bảo. Chào hai con. Chào mẹ. Rồi ơi, con trai là Ti hay Hiếp đây? Dạ, Hiếp. À, con trai là Hiếp, còn con gái là Ti hả? Dạ. Tại sao con có tên Hiếp vậy? Chú nhìn thấy đôi mắt của con cũng đâu có Hiếp lắm đâu. Dạ, tại vì nhỏ con hay ngủ nhiều. Giờ còn ngủ nhiều nữa không? Nhiều. Thấy con hả, tròn trịa hơn chị của con nha. Một bữa con ăn mấy chén cơm vậy, ăn nhiều không? Dạ nhiều. Mấy chén? 5 chén. 5 chén? Thiệt không? Gì? Ti ơi Ti, em con ăn 5 chén cơm thiệt đó hả? Dạ. Con làm gì mà con ăn nhiều dữ vậy con? Hả? Tại vì mẹ nấu cơm ngon. Thế còn Ti, con có tập thể dục thể thao không? Dạ không. Tại sao lại không? Ừ. Kì con lười. Biết bơi không? Dạ không. Biết chạy bộ không? Dạ biết. Ừ, đó, chịu khó tập thể dục nhiều nhiều chút xíu. Mình tập, mình khỏe, mình ăn nhiều, mình mới mau lớn được con nha. Dạ. Làm quen với ba mẹ của hai bé quý vị nha. Xin được giới thiệu anh Trần Xuân Lập và chị Phạm Thị Khuyên. Xin chào. Xin chào, hồ chân tìm con biết tốt. Gia đình mình hiện nay công tác ở đâu ạ? Dạ, em đang công tác tại tại gia. À, công tác tại gia hả? Dạ vâng. Em làm kế toán nhưng mà nhận hồ sơ về nhà làm. Dạ. Thế còn bà xã của anh? Dạ, em ở nhà nội trợ ạ. Xui Khuyên ở nhà làm nội trợ. Dạ. Trong nhà của mình thì ai là người nghiêm khắc hơn, ba hay mẹ đây? Dạ, ba. Hai con ơi, mỗi khi ba mẹ nóng giận lên như vậy, mấy con có sợ không? Dạ có. Ba mẹ đâu có dữ đâu phải không con? Nhưng mà chẳng qua là nhiều khi ba mẹ hơi nóng tính một tí, với lại ba mẹ nghiêm khắc với các con thôi, đúng không ạ? Dạ. Mời quý vị khán giả chúng ta hãy ghé thăm gia đình của hai chị em Hiếp và Ti. Trông mặt cho chương trình Con Biết Tuốt. Con kêu là Như Quỳnh, ở nhà con tên là Ti, con 8 tuổi. Đây là em con. Con tên là Quốc Bảo, ở nhà con tên là Hiếp. Con được 7 củi. Rồi chương trình là hôm qua nhà của con. Đây là phòng khách của gia đình con. Gia đình con hay coi phim ở đây. Không biết ba con treo chăn con ngựa là để làm gì. Con cưỡi trâu, hai con cưỡi chuột. Mẹ con cưỡi heo. Còn ba con cưỡi gà. Không biết vì sao ba lại treo chăn con ngựa. Chắc ba muốn cả nhà chạy nhanh như ngựa. Đây là phòng của ba mẹ con. Mọi con rất thích căn phòng này. Đây là bức tranh của ba mẹ con. Hồi đấy ba mẹ con rất xinh đẹp. Và ba thì không có muộn, mẹ cũng không có muộn. Còn bây giờ ba mẹ thì còn có bao nhiêu là muộn. Ba mẹ con giống như hoàng tử và công chúa. Giờ thì giống như phù thủy và quái vật. Nhưng mà phù thủy và quái vật vẫn yêu nhau và đẻ ra hai thiên thần. Còn bây giờ con sẽ giới thiệu với mọi người một kiếp một ảo Phật trong cái trí cửu thần kỳ này. Vậy phải trốn chỗ nào? Trời, mở cây ra, ngồi vô. Con mở cây đèn. Cho hai biến thành cây đèn. Này dữ luôn. Còn bây giờ con sẽ làm cho chị hai quay lại. Ta da. Sao mà lâu ấy. Rồi đấy đừng có trơn luôn ấy. Ờ vô, vô. Thôi chị đi chơi đây. Hay quá ta. Ở nhà là
là hai bé có cái tủ đó là hai bé hay chơi trò chơi với nhau hay sao vậy anh chị? Dạ, nói chung là chú ý khắp nơi luôn á. Tủ rồi gầm bàn đó chứ, là mấy bé hay chơi. À, hình như là ở nhà hai chị em cũng hòa thuận với nhau ha. Dạ. Thấy hai chị em giỡn với nhau rất là vui vẻ. Cảm ơn tất cả gia đình chúng ta đã chia sẻ những câu chuyện trong nhà mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với gia đình thứ hai của ngày hôm nay. Gia đình của bé Trần Đỗ Minh Uyên và Trần Việt Nhân. Em chào chú. Chào chú. Con nói gì vậy? Em nói con chào chú. À, con chào chú hả? Con nói lại chú nghe coi. Con chào chú. Ờ, cái hàm răng con đi chơi đâu rồi? Không biết hả? Hết mấy cái vậy con hả? Dạ, 4 cái. 4 cái luôn hả? Con mấy tuổi rồi mà xuống hết 4 cái răng rồi? Dạ, con 5 tuổi. Con tên là Trần Đỗ Minh Uyên, năm nay con 9 tuổi rưỡi. Năm nay 9 tuổi rưỡi rồi, con có thương em không con? Dạ, đôi khi có, đôi khi không. À, con, chú thấy em con dễ thương quá trời quá đất luôn á. Chỗ lúc nào mà không thương em đâu. Dạ, lúc mà con không thương em là lúc mà em đánh con, rồi em chọc con. Ba mẹ con đùa với chị thôi. À, con đùa với chị thôi đúng không? À, trong nhà con thương ba hơn hay thương mẹ hơn? Dạ, con thương mẹ hơn. Tại sao? Tại ba con bạn mà bây giờ con có chiến không? À, có ai làm ơn dịch lại giùm tôi không? Dạ, con cũng không hiểu em nói gì hết. Con nói là ba con toàn là đi Campuchia không à? À, ba đi xe máy này mà ba vẫn chưa về. Ba phải đi một đêm thôi là ba mới về. Bởi vì ba đi Campuchia nhiều cho nên là con không thương ba nhiều bằng mẹ. Con có thích ba đi ra khỏi nhà nhiều không? Hay muốn ở nhà chơi với con? Dạ, con thích ba đi ra khỏi nhà nhiều. Rồi nếu như giờ mà ba đi luôn á thì con chịu không? Ờ, cũng chịu. Chúng ta sẽ làm quen với ba mẹ của bé. À, anh Trần Thanh Hưng và chị Đỗ Thị Minh Châu. À, anh chị ơi, gia đình mình công việc hiện nay là gì ạ? Dạ, tôi đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Mình tên là Hưng, năm nay 41 tuổi. Làm công tác trong lĩnh vực y tế. Dạ, hồi nãy bé nói là anh hay đi qua Campuchia đó là trong công việc của mình phải không anh? Dạ đúng rồi, mình có đi công tác ở bên Campuchia thì 3 tháng mình đi một tour có 1 tuần. Dạ. Dạ. À, thành ra là bé cứ quen cái việc là anh sẽ bán nhà đó hả? Dạ đúng rồi. Dạ. À, con cười đó hả con? Nhân ơi, con thích hát không? Dạ có. Hồi lúc mà con còn hồi nhỏ mà 5 tuổi thì con thích hát. Bây giờ là con là 5 tuổi lớn là con đi về con thích. Con thích hát karaoke rồi. À, hồi xưa còn nhỏ con 5 tuổi con thích hát lắm. Còn bây giờ con 5 tuổi lớn hơn thì con hết thích hát karaoke rồi. Rất là dễ thương thưa quý vị. Đặc biệt là cái cậu nhỏ này rất lanh lợi, rất thông minh và đáng yêu. Vậy thì khi bố mẹ vắng nhà thì hai chị em này sẽ bay ra những trò gì để nghịch ngợm phá phách đây? Chúng ta cùng đến nhà bé Nhân và bé Uyên nha. Tên là Trần Đỗ Minh Uyên, năm nay con 9 tuổi. Còn đây là em trai con. Con xin chào trường con biết tốt. Con tên là Trần Việt Nhân, hôm nay con 5 tuổi, con học lớp 301. Đây là phòng khách của gia đình con. Còn đây là bàn của hai chị em. Con thấy chị hai của con bàn rất hay, nhưng mà hát thì hơi dở chút. Con thấy em con đánh đàn bằng với hát. Em con nhảy thì cũng được, nhưng mà em nhảy không có theo một logic nào hết. Đây là bộ sưu tập giày của mẹ con rất là hành tráng, nhưng mà chưa có đầy đủ, chỉ là những đôi cao gót thôi. Khi mà mẹ con đi ra ngoài thì mẹ con phải chọn từng đôi một, từng màu một, mà mẹ con chỉ chọn những đôi nào mà vừa ý mẹ. Rồi sau đó nó rẻ tiền và được giảm giá lại thôi. Con thấy đôi này không kỳ đẹp nhất. Con thấy đôi giày này
Con mẹ con đi vô là quá cao, giống như là một cái cây ấy, con leo lên. Chắc là mẹ mình lùn quá nhờ, nên mới mang đôi giày cao. Mà chị đoán là mẹ sẽ cao thêm một khúc như thế này nè. Quá đồng, con thấy cái đôi giày này nè. Là con nhớ là mẹ, mẹ mới đi bật tan ở trên chỗ làm việc không được xong. Là mẹ bị ngã, giống như là mẹ bị ngã xe. Con nghĩ là mẹ cần không canh nên đi những cái đôi giày cao như thế này. Đi đôi giày nào mà nó vừa vừa hay à, hai phân thôi đủ rồi. Đâu có cần đi đi đôi giày cao chà bá này đâu. Từ ngày em con ra đời, bố con không có được ngủ với ba mẹ con nữa. Là tại vì cái giường này ngủ ba người thì rộng hơn, ngủ bốn người, bốn người thì nó rất là chật và không có nhúc nhích được luôn. Nên bố con bị da rè, là chỉ lòng ngủ một mình. Con không bao giờ lên ngủ với bố, tại vì con rất là sợ. Không phải có ba người con mới ngủ được. Dạ, em con cũng ngủ rất nhiều. Và cứ khi ngủ xong, ngủ dậy là khóc chừng một tiếng đến nửa tiếng rồi mới tỉnh dậy được, không chịu nghe lời người khác. Đôi khi ba mẹ nói gì nhưng mà em vẫn làm trái ngược lại điều đó. Nói chung là em con nhiều tật xấu hơn là tật tốt. Em con đặt tên cho hai chị em con là Doraemon và Doremi. À, thì thường mọi người hay gọi nó là Mon, gọi con là Mi. Chị đẹp hơn em. Chị em. Chị em. Chị em hơn. Không thôi chị giận em luôn. Không kệ chị. Ờ chị quay đi chị không nhìn em nữa. Ờ mà kệ chị. Em có không có quay nhìn chị nữa. Thưa quý vị khán giả, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng với hai gia đình đến với vòng thi đầu tiên của Con Biết Tuốt. Ở vòng thi đầu tiên, các con sẽ được quyền bấm nút chọn ba hoặc là mẹ để trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra. Đầu tiên là gia đình của Ti và Hiếp nha. Chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề động vật. Chủ đề động vật, à, không biết là có liên quan tới những cái con thú cưng xung quanh các bé hay không. Hãy nghe các bé chia sẻ về chủ đề này. Ba con giỏi nhất là đọc sáng. Con người sợ dáng nhất là con. Ba chỉ cần lấy cái dép hoặc một cái nó chết rồi. Hay là đeo dép dầu dẫm rồi cái chết luôn. Ba đúng là siêu nhân của con. Siêu nhân độc giác. Nhà này có thêm biệt danh mới cho ông bố nữa. Siêu nhân độc giác. Các con sẽ chọn bố hay mẹ đây? Bố. Vậy thì bấm nút chọn bố. Câu hỏi chủ đề động vật như sau. Con sò huyết, một loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, còn được biết đến với tên gọi gì? A. Sò tròn. B. Sò dương. C. Sò lông. D. Sò méo. 10 giây bắt đầu. Thời gian kết thúc. Em chọn là A. Đáp án A, sò tròn. À, nào giờ hai vợ chồng mình có hay ra mấy cái tiệm ốc ăn không? Dạ không. Không hả? Nhưng mà con sò huyết bình thường thì mình vẫn biết đúng không? Dạ biết. Sò tròn, thật ra nào giờ đại nghĩa cũng chưa nghe tên này, chỉ nghe sò huyết thôi. Đáp án sò tròn, đáp án A là đáp án chính xác, chúc mừng. Yeah. Các loại sò đều được chứng minh là có giá trị dinh dưỡng cao, bổ máu, được chế biến thành nhiều món ăn. Riêng sò huyết còn có tên gọi là sò trứng hay sò tròn. Nhà mình ghi được 10 điểm. Đến gia đình của Mon và Mi. Chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề nội trợ. Mời quý vị nghe hai chị em dễ thương này nói về chủ đề này ha. Nói chung là ba con là người có quá nhiều tật xấu. Nào là ham ngủ, ham ăn, rồi lười đi chơi, lười đủ thứ. Ba con cần lười làm việc nhà. Ví dụ như ba không bao giờ nấu ăn, ba không bao giờ lau nhà, quét nhà, hay là kể cả dọn cái phòng ba cho nó sạch. Nhưng mà trong phòng ba thì hồ sơ thì sạch lắm, chứ còn nơi khác thì không sạch, chứ không phải là phòng ba dơ giấy. Nhưng mà người giống ba nhất trong cái việc đấy trong nhà là con. Là tại vì con cũng ham ngủ, con cũng ham ăn giống ba vậy á, nhưng mà ít giống
ít thôi chứ không có giống nhiều. Trời, con gái dễ thương quá. Kể ra một loạt những tật xấu của ba xong cuối cùng nó già con cũng giống ba nữa. Bây giờ hai con sẽ chọn ai trả lời chủ đề này, ba hay mẹ? Chọn mẹ. Chọn mẹ. Bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi chủ đề nội trợ. Để không bị cay mắt khi cắt hành tây, người nội trợ nên làm như thế nào? A. Ướp lạnh hành tây trước khi cắt. B. Cắt hành tây trong phòng kín. C. Cắt bỏ gốc củ hành đầu tiên. D. Thoa dầu hôi lên thớt. 10 giây bắt đầu. Tôi chọn đáp án A. Ướp lạnh hành tây trước khi cắt. Có bao giờ chị áp dụng thử cái phương pháp này chưa? Dạ có. Còn mấy phương pháp kia thì chắc không dám làm. Nhất là cái vụ mà thoa dầu hôi lên thớt. Dạ, dạ vâng. Đáp án A, ướp lạnh hành tây trước khi cắt là đáp án chính xác. Chúc mừng. Các tế bào hành bị làm lạnh phản ứng chậm hơn khi cắt. Vì vậy, hãy bỏ chúng lên ngăn đá trong vòng 10 đến 15 phút trước khi cắt. Ngoài ra, hành tây cần được cắt trong phòng thoáng gió, loại bỏ gốc hành sau cùng vì đây là nơi chứa nhiều lưu huỳnh khiến mắt bị cay. Và nhà mình được ghi 10 điểm. Câu thứ hai, gia đình của Hiếp và Ti nha. Chủ đề cho chúng ta đó là chủ đề điện ảnh. Các con sẽ chọn ba hay mẹ đây? À, mẹ. Theo các con thì ai là người coi phim nhiều hơn, biết nhiều về những bộ phim hơn? Mẹ. Mẹ hay coi phim gì? Tình cảm và Hàn Quốc. Ồ, tình cảm và Hàn Quốc. Vậy thì bấm nút chọn cho mẹ nào. Câu hỏi dành cho chủ đề điện ảnh như sau. Nhân vật cô cá Dory trong bộ phim hoạt hình Đi tìm Dory mắc chứng bệnh gì? A. Bệnh đau mắt đỏ. B. Bệnh hay quên. C. Bệnh đau răng. D. Bệnh tróc vẩy. 10 giây bắt đầu. Em chọn là B. Bệnh hay quên. Bệnh hay quên. Và đáp án B. Bệnh hay quên là đáp án chính xác. Chúc mừng. Câu chuyện kể về hành trình tìm về những kỷ niệm thời thơ ấu của cô cá Dory vốn rất hay đản trí. Cô ra đi và tìm đến một học viện dành cho các loài động vật biển. Tại đây, cô trở thành bạn của bạch tuộc Han, nhân vật sau này trở thành người dẫn đường của cô. Nhà mình cũng ghi được thêm 10 điểm. Yeah! Trở lại với nhà của Mon và My nha. Chủ đề đó là chủ đề cơ thể người. Các bé sẽ nói gì với chủ đề này đây? Chúng ta hãy cùng nghe nha. À, mẹ con có thói quen rất là buồn cười, đó là mẹ con tắm rất là lâu. Tắm lâu quá hơi nước không mà con mới nói mẹ là: mẹ ơi, sao mẹ không mở phòng xông hơi luôn đi, để kiếm tiền cho dễ, khỏi phải đi làm. Sao mà để ý kỹ quá vậy, không biết nè. Với chủ đề này con sẽ chọn ba hay mẹ đây? Dạ ba. Ba. Tại sao con chọn ba? Tại vì con thấy ba tắm rất là đúng lúc. Ba hay tắm rất là nhanh hơn. Ba tắm nhanh hơn mẹ con. Chủ đề cơ thể người. Chọn ba bởi vì ba tắm nhanh hơn mẹ. Bấm nút chọn ba. Câu hỏi như sau. Trái tim con người đập khoảng bao nhiêu lần trong một ngày? A. Khoảng 10.000 lần. B. Khoảng 50.000 lần. C. Khoảng 100.000 lần. D. Khoảng 300.000 lần. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Đáp án của anh là nhiêu ạ? À? Theo mình nghĩ là đáp án C. Khoảng 100.000 lần. Khoảng 100.000 lần. Dạ. Đáp án C. Khoảng 100.000 lần là đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Trong một ngày, trung bình trái tim đập khoảng 100.000 lần để vận chuyển hơn 7.500 lít máu đi nuôi cơ thể. Nhà mình cũng được cộng thêm 10 điểm. Hai gia đình điểm số ngang bằng nhau. Câu hỏi cuối cùng của vòng 1, cả hai tiếp tục giữ phong độ như thế này nha. Gia đình của Hiếp và Ti, chủ đề đó là chủ đề kiến trúc. Rồi bây giờ con chọn ai đây, ba hay mẹ? Ba. Bấm nút chọn ba nè.
câu hỏi chủ đề kiến trúc. Trong lĩnh vực kiến trúc, tác dụng chính của sơn màu sáng đối với tổng thể ngôi nhà là gì? A. Làm ngôi nhà giữ được màu lâu. B. Làm ngôi nhà hợp phong thủy hơn. C. Làm ngôi nhà trông rộng hơn. D. Làm ngôi nhà có điểm nhấn. 10 giây bắt đầu. Tôi chọn C vì cái màu trắng nó làm cho mình cái cảm thấy không gian nó rộng hơn nhiều của các màu khác. Chúng ta có thể tăng cảm giác về kích cỡ của ngôi nhà bằng những gam màu trắng hoặc màu kem. Ngoài ra, màu sơn sáng cũng dễ dàng lau chùi và dễ phối màu với các đồ dùng. Vì thế, đáp án C làm ngôi nhà trông rộng hơn là đáp án chính xác. Chúc mừng! Yeah! Nhà mình được cộng 10 điểm. Chúc mừng! Gia đình của Mon và My nha. Câu cuối cùng. Chủ đề đó là chủ đề thời gian. Các con muốn ba hay mẹ trả lời? Dạ ba. Mẹ. Chọn mẹ. Thôi chọn mẹ cũng được. Thôi chọn mẹ cũng được. Bấm nút chọn mẹ. Câu hỏi như sau. Từ nào xuất hiện trong bài hát Dòng Thời Gian của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong? A. Cô đơn. B. Tương tư. C. U sầu. D. Ngây ngô. 10 giây bắt đầu. Hết giờ. Cái này chắc chọn cho may mắn thôi. Tại vì tôi không biết bài này. À, không biết bài này. Tôi chọn đáp án B. Tương tư. Đáp án B. Tương tư. Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì, ngày tháng sao vô đi, đôi khi không như ý. Trôi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô. Như vậy có nghĩa đáp án B, đáp án tương tư là đáp án không chính xác. Và đáp án đúng mới là đáp án D, ngây ngô. Rất tiếc là với cái sự lựa chọn chưa chính xác, cho nên mình không ghi được 10 điểm trong câu hỏi này. Kết thúc vòng thi đầu tiên, gia đình của Hiếp và Ti được 30 điểm. Yeah. Gia đình của Mon và My, bé Nhân và bé Uyên được 20 điểm. Mon ơi. Dạ. Con có cổ vũ cho ba mẹ nhiều hơn nữa được không? Dạ được. Nói thử coi. Cố lên ba mẹ. Cố lên ba mẹ. Cố lên ba mẹ. Và dĩ nhiên ba mẹ của các con sẽ cố thật nhiều, cũng như gia đình bên đây cũng như thế. Sẽ đến với vòng 2 của chương trình Con Biết Tốt sau ít phút nữa quý vị nha. Con Biết Tốt, một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ hé lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền Tổ quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng 2 của chương trình Con Biết Tuốt. Thưa quý vị khán giả, ở vòng 2 thì mỗi một câu hỏi sẽ có hai chủ đề. Các bé sẽ được quyền lựa chọn chủ đề nào mà các bé muốn ba mẹ mình trả lời. Và ba mẹ được quyền hội ý cùng với nhau để đưa ra câu trả lời đúng nhất. Đầu tiên sẽ là gia đình của Mon và My. Hai chủ đề dành cho chúng ta đó là chủ đề lễ hội và chủ đề ẩm thực. Mời quý vị nghe các bé nói về chủ đề này. Ba con là lười lười ăn cá mập. Nằm biến tổ chức sinh nhật cho con nè. Ba toàn là tổ chức sinh nhật cho hai con. Con vui lắm, tại vì ba thương chị hơn đó. Hôm nay em ra rồi, ba cũng tổ chức sinh nhật em hết rồi. Có một lần duy nhất quê. Đâu quê đồ quê. Em quê thì có. Đâu ba tổ chức sinh nhật cho em hai lần chứ bộ. Có hai lần, chị là 7 lần rồi. Dạ ba con ăn giỏi nhất, ngủ giỏi nhất, tay mới tật xấu không tật tốt thì ít chứ không phải là không có. Vinh lại
ba mập nhất nhà nên ở với lại ba cũng ăn nhiều nữa. Ba toàn ăn không à. Ba cứ 3 tiếng là đói, 3 tiếng là đói. Chừng nào ba cứ nhiều say mê quá ba mới không đói. Coi bộ ba ăn được ghê ba ha. Dạ. Ăn được cũng được là tiên mà. Hàng chi là ba bự con nhất nhà là phải rồi. Các con sẽ chọn chủ đề nào cho ba mẹ trả lời đây? Dạ chứ. Lễ hội. Lễ hội. Bấm nút lễ hội. Câu hỏi chủ đề lễ hội. Người thi đấu phải điều khiển những con bò làm gì trong lễ hội đua bò bảy núi An Giang? A. Kéo cày. B. Bơi nghệ thuật. C. Ăn cỏ. D. Nhảy múa. 10 giây bắt đầu. Cày. Thời gian đã hết. Cái lễ hội đua bò bảy núi An Giang là một cái lễ hội nổi tiếng của đồng bào miền Tây Nam Bộ của mình. Mình cũng được may mắn là được xem một lần. Vậy mình chọn đáp án A là kéo cày. Đáp án A kéo cày. Dạ. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Được tổ chức vào ngày lễ Đôn Ta, lễ cúng ông bà. Đây là ngày lễ mà toàn thể đồng bào Khmer biểu lộ lòng tưởng nhớ, biết ơn đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Trong ngày lễ này, các chủ bò chọn những đôi bò bắt cặp với nhau để tranh tài kéo bừa trên những thửa ruộng xăm sắp nước vừa cày xong. Nhà mình ghi được 10 điểm. Gia đình của Hip và Ti, hai chủ đề đó là đồ điện tử và địa lý. Chúng ta nghe hai bé nói về những chủ đề này nha. Ba con kém nhất là sửa máy lạnh. Ba con sửa xong rồi nó chảy nước xuống. Lúc đầu nó chảy xuống, rồi ba con sửa, lúc bật máy lạnh lên. Vậy thôi. Tại vì mẹ con bật số nóng nhất, bật số 30 mà. Có những lúc ba con sửa xong rồi mà nó hàng một cái lò sửa. Trời ơi. Có cái chuyện tăng chỉnh nhiệt độ máy lạnh thôi mà cái gương mặt con đầy vẻ bức xúc vậy đó hả Hiếp? 30 mà máy lạnh lên, tăng máy lạnh lên. Bây giờ các con sẽ chọn chủ đề nào đây? Địa lý. Địa lý, bấm nút. Chọn địa lý. Câu hỏi như sau. Hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới thuộc tỉnh nào nước ta? A. Thanh Hóa. B. Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Bình. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án gì ạ? D. Đáp án D. Quảng Bình là đáp án chính xác. Chúc mừng. Nhà mình ghi được 10 điểm. Câu tiếp theo. Ở câu này thì chúng ta sẽ có hai đáp án đúng. Đầu tiên mình sẽ chọn ra một đáp án đúng trước cái đã. Nếu như mà anh chị muốn dừng lại để bảo toàn số điểm thì mình cứ việc dừng lại. Còn đi tiếp để chọn có thêm 10 điểm nữa. Nhưng mà nếu mình chọn sai, mình sẽ mất luôn 10 điểm mà mình đã có trước đó nha. Hai chủ đề cho chúng ta đó là truyện cổ tích và ngôn ngữ. Hai con thích chủ đề nào hơn? Truyện cổ tích. Truyện cổ tích. Rồi hai con bấm nút đi nào. Truyện cổ tích. Trong câu chuyện cổ tích Thạch Sanh, nhân vật chính đã lập được những chiến công gì? A. Giết Diều Hâu Tinh. B. Giết Trăng Tinh. C. Cứu con gái vua Thủy Tề. D. Cứu con trai vua Thủy Tề. 10 giây bắt đầu. Trăng Tinh. Trăng Tinh mấy gì nữa? Là cứu con gái vua Thủy Tề. Cháu hay lắm bà. Chắc không. Thời gian đã hết. Đáp án đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Dạ đáp án đầu tiên là đáp án B là giết Trăng Tinh. Đáp án B tinh. Giết Trăng Tinh. Sai. Mới nghe nói sai vậy. Không biết nghe đằng kia. Và trong cái câu chuyện này, Thạch Sanh có giết Trăng Tinh. Chúc mừng. Đi tiếp. Nhà mình đã có 10 điểm. Bây giờ nhà mình sẽ đi tiếp hay dừng lại? Dạ, chơi nữa. Chơi nữa. Giữ ra. Dạ. Thì đáp án tiếp theo của anh chị là gì? Dạ, đáp án thứ hai là cứu con gái vua Thủy Tề. Chị nghĩ sao ạ? Cũng đồng thuận với anh. Đồng thuận với anh luôn. My hình như là đang phân vân kìa. Tại vì con nhớ là cứu con trai vua Thủy Tề chứ không phải là cứu con gái.
Đáp án này cứu con gái Vua Thủy Tề. Đáp án C là đáp án. Sai. Mất 10 điểm. 20 điểm chứ phải 10 điểm. Mất 20 điểm. Đáp án đúng của chúng ta đó, con gái anh nói đúng á, bé Mì nói đúng, phải là cứu con trai Vua Thủy Tề. Còn cứu con gái là cứu con gái ông vua là công chúa Quỳnh Nga đó. Hai cái chi tiết này sẽ rất dễ lầm lẫn, con gái Vua Thủy Tề và con trai Vua Thủy Tề. Rất tiếc là chúng ta đã lầm trong cái tình huống này và mình mất đi 10 điểm mà mình đã có trước đó, rất tiếc. Gia đình của Ti và Hiếp nha. Hai chủ đề đó là người nổi tiếng và chủ đề giao thông. Con chọn giao thông. Các con sẽ chọn giao thông đúng không? Mà khoan, khoan chọn cái đã. Mọi người muốn nghe các con chia sẻ về những chủ đề này trước nha. Con thấy mẹ yêu bố hơn vì mẹ chiều bố hơn. Lúc hồi ba cưới mới đẹp trai. Ba đẹp trai hơn. Bây giờ ba hơi xấu. Con không hiểu vì sao bố xấu hơn mẹ mà mẹ vẫn yêu bố. Chắc vì ngoại hình của ba xấu. Nhưng trong con hồn thì rất đẹp trai. Có một lần con thấy ba mẹ ôm nhau và hôn nhau vô má như thế này này. Cái chị này chưa hôn được mình đẩy con cái ra rồi. Chẳng giống mẹ gì cả. Trời ơi. Con, lúc mà con thấy ba mẹ con hôn nhau á, ba mẹ con có giằng co giống như chị em con gì rồi không? Dạ không. À là mẹ không có phản ứng vậy phải không? Dạ. Lúc đó mẹ em sao? Hôn một cái là la luôn. Hùng rồi con buông vô nằm. Các con sẽ chọn chủ đề nào đây? Giao thông. Bấm nút giao thông. Câu hỏi chủ đề giao thông nha. Theo luật giao thông đường bộ được ban hành từ 2016, mức phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng dành cho xe gắn máy vi phạm điều gì? A. Vượt đèn đỏ. B. Bấm còi rú ga trong đô thị. C. Chở từ 3 người trở lên. D. Không có bảo hiểm xe máy. 10 giây bắt đầu. Vượt đèn đỏ, hai bên đỏ là 1 triệu đồng cho mày. Bấm còi rú ga. Chở từ 3 người trở lên. Hết giờ. Đáp án đầu tiên của chúng ta là gì? Chọn B. Đáp án đầu tiên là B. Bấm còi rú ga trong đô thị. Luật giao thông đường bộ được ban hành từ năm 2016 với cái mức phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng dành cho xe máy khi vi phạm điều gì? Thì bấm còi rú ga trong đô thị không nằm trong cái mức phạt này. Rất tiếc khi ngay cái sự lựa chọn đầu tiên của mình đã không chính xác. Hai đáp án đúng của chúng ta là đáp án A và đáp án C. Vượt đèn đỏ, chở từ 3 người trở lên thì mức phạt sẽ từ 300.000 cho đến 400.000 đồng. Như vậy là ở câu này cả hai gia đình đều không ghi được điểm. Còn một cơ hội cuối cùng nữa anh chị nha. Câu thứ 3. Chúng ta cũng sẽ có 3 đáp án đúng, sẽ tìm lần lượt từng đáp án đúng một. Hai chủ đề dành cho nhà của Mon và Mi đó là gì đây? Mời chúng ta cùng xem. Tuổi học trò và du lịch. Giờ các con sẽ chọn chủ đề nào đây? Tuổi học trò, tuổi học trò. Trò. Tuổi học trò, bấm nút. Câu hỏi này như sau. Trong bài hát Tôi Vẫn Nhớ của Ngân Giang, nhân vật chính mang tâm tư nhớ về những điều gì? A. Con đường nắng u buồn. B. Câu chuyện tình đầu. C. Môi cười thẹn thùng. D. Đêm hẹn hò bên trăng sao. 10 giây bắt đầu. A. Ba cái lượng. Cái nào chắc nhất mình nói trước đi. A, B, D. Thời gian đã kết thúc. Anh chị có biết bài này không? Dạ đã từng nghe. Bây giờ không nhớ. Làm ta ra ta ta ra 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 ra. Chúng tôi chọn đáp án A. Đáp án A. Con đường nắng u buồn. Bao năm qua dù xanh nhưng tôi vẫn nhớ nhớ con đường nắng u buồn. Đáp án này chính xác, chúc mừng.
Bây giờ sao, mình đi tiếp hay dừng lại? Chúng ta đi tiếp. Dạ đi tiếp. Tiếp theo là gì? Đáp án nào ạ? Chúng ta chọn đáp án D. Đáp án D. Đêm hẹn hò bên trăng sao. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Được 20 điểm rồi. Bây giờ mình đi tiếp hay mình dừng lại? Đi tiếp đi chú. Thôi chú, không được. Thôi dừng lại đi. Anh với em sợ khác nhau, thôi dừng lại đi. Nếu mà sai thì mình mất có 10 điểm thôi. Không, mất hết. Dừng lại chú. Dừng lại đi chú. Dừng lại. Sao ạ? Chúng tôi quyết định dừng lại. Thôi dừng lại. Thôi dừng lại. Vậy bây giờ còn hai đáp án B và đáp án C, anh chị nghĩ là đáp án nào đúng? Dạ, mình nghĩ đáp án C là đúng. Dạ, may quá là anh chị đã dừng lại. Bởi vì đáp án C là đáp án sai. Còn đáp án B, câu chuyện tình đầu, là đáp án chính xác. Xin chúc mừng anh chị với 20 điểm. Mình có 50 điểm rồi. Nhưng mà bây giờ đến gia đình bên đây. Đó. Cơ hội cuối cùng cho nhà chúng ta anh chị nha. Hai chủ đề dành cho mình đó là sức khỏe và phát minh. Hai con thích chủ đề nào hơn? Sức khỏe. Bấm nút chọn sức khỏe. Câu hỏi như sau: người ta thường dùng nguyên liệu gì để chữa chứng đầy bụng khó tiêu? A. Gừng. B. Bột yến mạch. C. Tỏi. D. Lá tía tô. 10 giây bắt đầu. Tô tiêu. Tỏi thường nóng. Lá tía tô. Không. Gừng có chữa khó tiêu không? Chấm gừng. Hết giờ. Đáp án đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Em chọn gừng. Đầu tiên là gừng. Đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Với gừng thì ta có thể nhai vài lát gừng tươi, ngậm và nuốt dần, ngày làm vài lần cho đến khi hết cảm giác đầy và chướng bụng. Mình đi tiếp hay dừng lại? Đi tiếp đi ba mẹ. Nếu đi tiếp mình thắng thì dĩ nhiên mình sẽ vào vòng đặc biệt. Nhưng nếu như mình sai, mình sẽ mất đi số điểm mà mình đã đang có. Dạ, đi tiếp. Đi tiếp, đáp án là gì? Bột yến mạch ạ. Đáp án bột yến mạch. Nếu như mà đây là câu trả lời đúng á, là gia đình này đi thẳng vào vòng trong. Dạ. Đi thẳng vào vòng đặc biệt mà họ không cần phải tiếp tục nữa. Bột yến mạch, đáp án B là đáp án không chính xác. Hai đáp án đúng còn lại đó là tỏi và lá tía tô. Với tỏi thì ta lấy 30 gram tỏi bóc vỏ giã nát, trộn với 5 gram đường phèn hoặc đường kính, hòa với 60 ml nước sôi còn ấm, chia làm 2 lần để uống trong ngày. Còn với lá tía tô, dùng cả lá và thân mềm khoảng 30 gram giã nhuyễn, vắt lấy nước uống hoặc đem chưng cách thủy cho nóng lên rồi uống khi còn ấm, giúp tiêu hóa thức ăn và chống dị ứng do thức ăn hiệu quả. Các chuyên gia y tế cho rằng bột yến mạch gây ra khí quá mức trong đường ruột do trong nó có hàm lượng cao chất xơ hòa tan. Hơi tiếc một tí là khi chúng ta đã chọn đáp án này, chỉ cần chúng ta chọn thêm một đáp án đúng nữa, hoặc tỏi hoặc lá tía tô thôi, thì chúng ta đã có cơ hội giành chiến thắng. Như vậy là kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình của Hiếp và Ti được 40 điểm. Gia đình My và Mon 50 điểm. Hiếp và Ti, hai con sẽ được nhận một phần quà của chương trình. Phần quà này trị giá 3 triệu đồng. Hãy xem phần quà là gì nha. Mô hình Batman và lâu đài công chúa. Các con thích cái nào hơn? Mô hình Batman. Rồi, bấm nút. Mô hình Batman. Đó là phần quà mà chương trình dành cho hai con. Cảm ơn anh chị đã đến với chương trình Con Biết Tuốt ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nghỉ ít phút thôi quý vị nha. Để sau đó sẽ đến với vòng đặc biệt của chương trình Con Biết Tuốt cùng với gia đình của My và Mon. Con Biết Tuốt,
một sân chơi tương tác giữa các con với chính bố mẹ của mình. Những chia sẻ hài hước, ngộ nghĩnh và đầy bất ngờ của con trẻ sẽ hé lộ những bí mật của các ông bố bà mẹ. Truy cập website www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia chương trình, hoặc email về địa chỉ conbiettot@gmail.com hoặc gọi đến hotline 0979 493 293 để được hướng dẫn thông tin chi tiết hơn. Con Biết Tốt luôn chào đón tất cả các gia đình trên mọi miền tổ quốc. Thưa quý vị, chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình Con Biết Tốt. Gia đình của bé Mon và bé My đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Anh chị trả lời đúng được 2 câu, chúng ta sẽ lên được cấp bậc đầu tiên này. Ở cấp này sẽ là 3 câu, ở đây sẽ là 4 câu, ở đây phải trả lời đúng 5 câu, và cuối cùng mình sẽ phải trả lời đúng 6 câu thì mới có thể sở hữu phần quà giá trị nhất ở đây. Đó là gì? Mình xem nha. Wow. Một chiếc xe tay ga trị giá 60 triệu đồng. Hai con có thể đổi quà để cộng thêm thời gian cho ba mẹ. Quà cấp 1 này các con đổi được 5 giây, cấp 2 là 10 giây, cấp 3 15 giây và cấp 4 là 20 giây. Nếu như thấy số thời gian của ba mẹ còn dưới 60 giây á, thì lúc đó mình có quyền mình đổi nha. Đổi hay không thì tùy các con quyết định thôi. Đến đây nào, Mon với My. Thời gian 180 giây bắt đầu. Quốc hiệu Đại Việt bắt đầu từ triều đại nào ở nước ta? Đại Việt. Bỏ qua. Loài cá tầm không thể bắt được các con mồi lớn vì lý do gì? Bỏ qua. 1 giờ bằng bao nhiêu giây? 36.000 giây hả? Chưa đúng. Bỏ qua. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do đơn vị nào đăng cai tổ chức? Báo Tiền Phong. Chính xác. Từ 2016, mức phạt dành cho người điều khiển xe máy trên đường mà quên không gạt chân chống xe là bao nhiêu? 300-400 nghìn. Chưa đúng. 200-300 nghìn. Chưa đúng. 100-200 nghìn. Chưa đúng. Bỏ qua. Người đồng sáng lập nên tập đoàn Microsoft với Bill Gates tên gì? Bỏ qua. Đen và trắng được gọi tên là gì trong lĩnh vực hội họa? Màu. Chưa đúng. Bỏ qua. Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 ra đời ở nước nào? Mỹ. Chưa đúng. Đức. Chưa đúng. Anh. Chưa đúng. Bỏ qua. Loài dung hô hấp bằng bộ phận nào trên cơ thể? Dạ. Chính xác, chúc mừng. Hai con tiến lên. Phần quà cấp bậc đầu tiên này trị giá 3 triệu đồng. Uyên, mở quà đi con. Một cái quạt điện. Loại hộp quà bên nhân có gì nè? Một máy bay điều khiển từ xa. Hai chị em thích cái gì? Máy bay điều khiển từ xa. Đóng hộp quà bên đây lại. Như vậy là các con đã có được phần quà đầu tiên rồi. Cái máy bay điều khiển từ xa. Còn bao nhiêu giây vậy chú? Mình còn 110 giây. Và lên được cấp bậc thứ hai, ba mẹ con phải trả lời đúng được 3 câu. Bắt đầu. Bộ phim điện ảnh Đập Cánh Dưới Không Trung do ai làm đạo diễn? Vũ Ngọc Đảng. Chưa đúng. Bỏ qua. Chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới tên gọi là gì? Dell. Chưa đúng. Bỏ qua. Một trong những người sáng lập nên trường phái lập thể trong hội họa là ai? Picasso. Chính xác. Xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi nam Olympic 2016 tên gì? Hoàng Xuân Vinh. Chính xác. Biệt danh kẻ tru đêm chỉ về cái gì trong bộ phim hoạt hình Phi Vụ Động Trời? Bỏ qua. Bãi tắm đôi duy nhất ở Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Bỏ qua. Tên tiếng Anh viết tắt của tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa là gì? OPEC. Chính xác, chúc mừng. Tiến lên nào các con. Phần quà cấp 2 này trị giá 7 triệu đồng. Uyên, khui quà đi con. Đó là xe điện tử, hai bánh thông minh. Và hộp quà của Nhân có gì con? Máy chụp ảnh lấy liền. Con thích máy này. Con thích cái này hơn. Vậy là hai chị em sẽ chọn chiếc máy chụp ảnh lấy liền ha. Đóng hộp quà vào đây lại. Chúc mừng nha. Tiếp theo, ba mẹ sẽ phải trả lời đúng được 4 câu hỏi mới lên được cấp bậc tiếp theo với phần quà hấp dẫn hơn nữa. Chúng ta còn 72 giây. Thời gian bắt đầu. Nghệ thuật viết chữ đẹp của người Nhật được gọi là gì? Bỏ qua. Tác dụng chống bụi và nước trên smartphone được thể hiện qua tiêu chuẩn gì? IP. Chính xác. Ban nhạc
M2M là nhóm nhạc nữ phong cách pop đến từ nước nào? Mỹ. Chưa đúng. Anh. Chưa đúng. Bộ qua. Hàn Quốc. Hiện tượng phóng điện trong khí quyển giữa các đám mây mang các điện tích khác giấu gọi là gì? Xét. Chính xác. Tên gọi tiền thân của mạng xã hội Facebook là gì? Bỏ qua. Bỏ qua. Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt là một tác phẩm kịch nói của tác giả nào? Bỏ qua. Đại lượng đặc trưng cho công suất máy lạnh HP là viết tắt của từ gì? High power. Chưa đúng. Bỏ qua. Loại mũi vằn nào truyền bệnh sốt xuất huyết cho con người ở nhiều quốc gia trên thế giới? Bỏ qua. Giải thưởng trao cho những tác phẩm điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ tên gì? Mâm xôi vàng. Chính xác. Tháng 8 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đồng ý cho doanh nghiệp tư nhân đầu tư dự án thể thao nào tại quận 2? Khu thể dục thể thao Rạch Chiếc. Chưa đúng. Hết giờ. Tiếc quá, chỉ còn một câu nữa thôi là mình có thể lên được cấp bậc thứ 3 rồi. Nhưng mà các con cũng đã có hai phần quà rất là hấp dẫn, một cái máy chụp ảnh lấy liền, rồi một cái máy bay điều khiển từ xa. Chúc mừng các con nha. Đến đây cảm ơn ba mẹ nào. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Con Biết Tuốt ngày hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện và quý vị khán giả có thể truy cập vào trang web www.songvangproduction.com.vn để đăng ký tham gia. Hẹn gặp quý vị vào tuần sau thứ hai trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt.